Dân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mấy chị em dân đi dân câu tứ, mấy chị em dân dân trên cánh đồng lúa chét rồi nè. Trời này đài phát thanh nè, 5 giờ mặt trời sắp lặn nè. Mà trời này ở đây không thấy ốc nổi ha. Không thấy ốc mà không thấy người ta luôn. Gò đẩy mạnh quá. Mạnh quá, cố lên. Có là 4 rồi đó. Vô đây chút rồi. Vô cặp bà giường này dân. Ý, ai đặt thì gì nè? Đó, đúng rồi nè. Có cá vậy nhân nhau lị. Bữa này đặt lâu lắm rồi vậy cô ơi. Bên kia. Qua chị ơi, kiếm đồ qua, kiếm đường qua. Yeah. Cố lên, cố lên, giật lẹ lên. Qua đây là văng đây luôn này, đường này chém im nè. Đây đưa cây cây cho em. Chị ba ra đây thì chị ba. Chị ra ba. Mấy chị em dân chọn chỗ này để mình dân câu. Câu tứ là 4 lữ, câu tam là 3 lữ ha. Đây, đây chị bơi đi. Giăng xong khúc đi hả móc mồi. Khoan nó bị ruột. Tới chút, tới chút. Khoan, khoan. Rồi thẳng thẳng chút mà chị. Cho nó thẳng là được rồi. Rồi được rồi đó, được rồi, em lại đây. Căng chút nữa, chút nữa. Chùm. Rồi rồi, móc mồi, đưa mồi đây móc luôn. Bữa nay mấy chị em dân dân câu bằng mồi trùng. Đây, mấy một đồng mỗi gom lại cả chén.
thử đó. Ôi cá nó táp kìa. Quá táp cá. Chắc cá rô quá. Câu này ở đây mình kêu là câu tứ, mỗi một viền nó có 4 lữ. Rồi, xích lên. Chút rồi kéo lầu đó lên cao một chút rồi em. Còn lữ nữa. Còn lữ nữa, xích lên chút. Yeah. Nó chừng nhớt à. Lửa câu nó bán nó móc có đứt con trùng nó không phải. Rồi tiếp tục khoan đỡ đỡ lên đỡ đỡ lên đừng đừng cho cái xuồng nó đè vô cái dây của em. Rồi rồi đẳng em cầm lại cây này mới yếu à. Cho thẳng lên rồi vậy được rồi đó. Rồi tới luôn tiếp tục luôn. Đó, mình cặp cặp ở trong cái vườn tràm này nè. Chào các bạn. Chào. À, tối nay mấy chị em dân đi cuốn câu viền. Đây là câu tứ. Câu tam, câu tứ. Mấy luôn chút coi. Đây, mời đấy. Coi cái dây có giật không? Rồi rồi, tới rồi, tới rồi. Thắng. Cuốn luôn. Ơ, à, có cá. Có cá, có cá rồi. Có cá. Giật giật rồi đó. Nhưng mà tôi thấy con gì. Thôi chơi, để cô chín móc cho anh thẳng thẳng dây vậy. Mẹ, cá rô, cá rô, tới một chút luôn. Rồi. À. Được một em cá rô. Em mà đã. Bỏ đó đi chút mình lấy lên. Móc vô cái lục bình. Tới luôn chị. Dạ. Vô. Nó cũng còn trùm nè. Siêu hát mắc lục bình không? Dạ hát vậy là ta có mất được đó không? Tới luôn. Làm gọi tối bà chèo lên nó thấy đau rồi bà. À, cái gì nè, giật nè, không biết kiếm con cá gì nó nhấp. Chưa tới, chưa thấy. Chị thấy nhấp rồi đó. Ờ, chị cầm giùm em. Chắc dữ dãn không lên. Đó, nó tực đó. Chị thấy cái gì nó tiếp mà. Nè. Yeah, không có gô nữa. Gô, có gô. Ố. Nhìn cái gô. Em tưởng còn kia nó dính nữa, em tạt tạt. Đây một con cá nữa. Còn kia dính gốc gà. Ở đây dễ thương ghê, mũi nó thương mình ghê. Mũi hùng quá. Nó thấy không, em nói dính mà chị. Chị hả? Em nói dính mà. Đây thêm một em cá rô nữa. Tới chút nhỏ chị nhỏ. Đây. Dạ. Ai cô chính cuốn cái nó chìm không thấy. Rồi tới luôn. Hai viền rồi đó. Đây tới luôn rồi cô.
Nhổ cây giùm em đi, để em buông ra nó bị gói. Cái cây này khó lấy nè. Đúng rồi. Có có nè, có cá nè. Có. Cá. Mũi cắn hả? Mũi cắn nhảy nhạt. Bán cái muốn tên tên. Cắn ngay miếng tôi không cắn đâu. Nói gì à? Tao đánh mày mà đánh cả tao. Qua cá gôn này bự hơn nè. Ngon quá chị ha. Đây. Cho uống mềm luôn á. Biết sao trong vườn tràm đó ra nè cô ơi. Trong đó nó táp bụm bụm còn nhiều lắm á. Trong này có mình đi vô đây chứ ai vô đây. Ê. Vô vô vô. Dũng miếng cái cây. Đấy cái kia. Hồi cái quay lại cái mắt tiêu chị Út đi nha. Cái gì? Nhớ nói chuyện nhiều nhiều. Đâu rồi? Đây nè. Tôi còn nói chuyện thì còn tôi không nói chuyện là rồi đó. Lên bà hả? Lên bà rồi đó. Ủa quên nó đưa thùng dây rồi phải không cây? Đưa thùng dây không đưa đâu. Đừng có lội gì trước nha. Ồ, có nè. Cái gô nữa. Cái gô nữa. Một em cá gô nữa. Còn đang có nè. Xích xích tới chút chị. À, là cá mồi này là mồi của nó vậy đây nè. Mồi trùng mà, mồi trùng ưa cá gô với cá chê ấy. Quá ngon hết biết luôn kìa. Quay ha. Ừ. Nhổ nhổ cây. Chị tính cho em còn cái con cá này. Mẹ. Đây em cuốn con cá này luôn. Cá đâu mới uống à. Ồ, cá này nó nhỏ mà nó ú nè. Mềm luôn á. Nút chặt. Hên quá. À, cá ăn rồi. Rồi. Cá rồi cô. Có, nãy giờ cũng bộn rồi đó. Tới nữa. À, kìa. Được, được chưa? Cá hù luôn. Tụt đầu nào nữa nè. Ủa sao thấy đầu nào nó cũng bự chứ nữa. Ở trên suốt. Giận quá xuống nó không ra, bẻ khúc cây nó ra không? Bẻ không nổi đâu. Đây, em. Chui, rớt cái cây à. Nè. Ê. Rồi cái này ở không luôn. Không dính nè. Cái gì chị? Chỗ thầy lên muốn nhăn dưới luôn chị cậu. Vậy? Chứ nữa tôi dặn theo cá. Ơ vậy chứ thầm thầm con. Chị nha. Thấy nữa hả? Lậm cậm quá. Trời ơi, mũi nó cá. Rồi cái này có không dính luôn, tới luôn bắt tay ơi. Tới luôn. Lấy cái trùng ra để nó thôi. Nó dính trong đây nè.
gì trời. Cái gì nữa? Cái không ra. Cái nước của cái gì? Cái cây nó dính cái gông á, nó dính cái đen hôi hồi rồi nè. Lấm cây. Khoan từ. Mũi cắn chị từ từ chị. Ai? Thế đây cái gì này dính cá nè. Có y cái nó giật nhiều, nó giật mạnh hơn. Khoan từ từ chơi. Nó giật mạnh hơn cái kia. Cá trong đó còn chưa ra. Đó. Ghê không? Bủng bủng trong đó luôn á. Tới một chút. Tới một chút chị. Để mà thôi, không ai vô tới tao. Để mà tao lội vô cắm câu bắt thì chị ăn. Ừ. Wow, cá chê, cá chê. Đầu tiên được con cá chê. Đi một em cá chê luôn. Ngon lạnh luôn. Bỏ trên này đi. Hồi về bắt lên. Gì chị? Tám dữ lắm trong đó đó. Lóc thôi. Đó. Ủa, đó biết. Ê, con chuột, con chuột. Con đó con chuột á. Sống à. Ừ. Ai biết con chuột gì đâu. Chuột trên đầu trên này, đầu dưới đúng rồi, nãy mình vô đường đầu trên mà. Đó, đó, ê, có cá, có cá. Đó, tới, à, tới, cá gô nữa. Tới. Quên, chín cá quýnh nè. Một em cá gô. Đây, cá gô đây. Có nào không? Dính rồi kìa. Vô luôn mình. Tới luôn. À, cá gô. Ủa sao nó mắc cỏ vậy, nó em gu người ta. Nó vô cái cây cỏ nó đó. Rồi, khỏi thu rồi, khỏi thu cá gô rồi. Nè, nó ngon rồi nè. Ê, con cá quá trời ngon luôn. Đó luôn chú ơi, đó nè. Nhớ nói chuyện nhiều nhiều chút. Ngồi sao có thui đó. Tôi nói chừng nào mắt tôi, tôi nghĩ tự là gọi đó. Quay lại kiếm hả? Quay lại kiếm tôi đây. Em cũng không dám kiếm, em về luôn. À, trời ơi, chị nói không em sợ em đi luôn. À, cầm nó đi. Xây mồi. Quên gì câu. Nói chuyện mà xây mồi. Có cá hay gì đó, tịch tịch rồi đó. Đó, đó. Lưỡi kia, lưỡi kia. Có con gì. Đó, nè, à, cá gô. Đây cá gô quá trời ngon luôn. Bỏ cái sảy đó đi bà ba. Đây. Sao cá mà em bỏ đâu nó nằm tới ngu vậy? Trời tối nó chưa xà ngủ nữa. Bả rồi bả dịnh con cá mà con nào thứ nào chịu nổi. Không nằm trong ga. Nó sẽ ngủ rồi. Còn mấy cái gì nữa ta?
lấy cái cọng khác đi, cọng này nó mềm quá. Hai cái gì nữa? Ồ, viền này không dính nè. Con trùng mà. Đấy con trùng kìa. Hát ở đâu mà to dữ vậy? Dạ. Mở cái đó giùm em. Cái này cá nó cắn hết một khúc rồi nè. Mất hết một khúc rồi. Đây, 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 bùng, bùng. Khoan, khoan, khoan. Cho nó ra luôn đi. Nè. Cắm hết hộp không? Ha ha, gì mà dính cá nè. Cái gì mà quậy dữ vậy? Nữa. Lên tìm lên thui luôn kìa. Phan phan đừng làm em gối. Con mồi đó là ba. Nó tay rứt. Cò gì kêu nghe nhúc. Tới luôn mắc tài. Rồi rồi, cái chơi ơi, cái chơi bự nè. Nè. Yeah. Quá bự à, quá bự à. Chích tới chút, chích tới chút, chích tới chút nữa. Chết. Khoan 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 khoan, nó dính trong đây rồi. Quấn vô cái cây đó rồi. Quấn hai ba thứ rồi. Hoa. Nó cũng như kỳ đó nha. Thấy rồi, thì thấy bởi vậy cứ ngắt mà em dở nó không lên nè. Hết bị con cái, thiếu luôn. Chứ cần quá. Wow, con cá chê nó bự kìa nè. Ham không? Cái cầm cầm dây nó giật như liệt. Đây. Luôn cà cà. Cá gì mà bự thế là con cá chê. Một em cá chê bự rồi đó. Trời ơi, nó gói vô trong cái này nè. Rồi, thành công rồi. Tới thôi. Tới. 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 Vừa thôi, vừa vừa thôi. Trời, dính con gà tụi nó dính cá luôn. Cá đâu dính hoài, cái con nó quậy đó, nó văng nó dính tùm lum. Mấy chỗ này hết màu không nè. Mà nó không ha. Mà không dính cá với một con mà. Mấy viền nữa. Vậy chị Út. Gì vui cười hoài vậy? Tôi quạt nha. Ủi cá hả? Ừ. Bây giờ mình còn có viền nữa không vậy? À, còn viền hết rồi. Trời này ban đêm chứ không ai dám ở đây đâu. U quá hả? U ám quá hả? Ủa cắn cũng chết. Chịu quá, sáng cho con. Rồi. Mũi nó cắn cái chân em. Như nhớ hộp viền nó gì sao? Hộp viền nữa. Qua cái đám cỏ này. Tối hết thấy đường xá gì hết à? Quên rồi. Cái lưỡi này hết mồi nè. Coi còn không?
em nhớ là hết rồi mà. Lấy cái đèn rồi nè, đèn nè. Ừ, hình như qua đây một cái nè, qua là trở lại đây một cái nè. Ồ, mũi nó cắn rồi nè, máu không luôn. Ê, cá em bỏ đâu nằm im ru quá kìa, thấy không? Nè, cá chê nó giờ nằm, nó nằm quẹo ne bên là nó ở luôn á. Thằng ta vàng, thằng ta vàng, để con cá ở đâu nằm đó. Bỏ cái sậy đi. Ủa, khúc này nó cắn hết mọi chân nè. Đó, thấy không? Ừ, đồ mới chịt ra đây, chỗ này trống nè. Hết mũi à? Rồi xong luôn. Rồi, về luôn. Về mình bắt cá lên thử ra được bao nhiêu con chứ mình đủ để dưới đây không thấy. Mình về nhà hả bác coi. Thì em nói về nhà mới bắt. À. Ủa kiếm bờ qua bơi. Thục bên kia mới được. Mặt mình ê, trước mặt nè, trước mặt nè. Rồi mình về tới nhà mình bắt cá lên. Hai cá để nãy giờ nằm ngu luôn không? Cô em mua hai con cá. Vậy đó là nó. Nè. Đó không rồi đó, nó mạnh đó không? Ừ. Rồi. Dở 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 lên, dở lên. Nè. Nhiều chút. Nhiều. Không biết từ mấy con đếm thứ ơi. Dạ, lớp hồn 2, 4, 6, 8, 9 con cá rô với 2 con cá chê. Rồi xong. Tôi còn con nào nữa không? Hết rồi. Rồi em lên. Nè chị ba ơi, chuyện lên nha chị ba. Đừng nhảy cái bụng á. Tôi xách áo mưa lên. Câu lên. Cá mấy chị em dân đi dân câu về. Được 2 con cá chê với 9 con cá rô. Bên này mình nóng mắm guốc. Kho mắm guốc ăn với cù nèo, rau cù nèo với bông bông súng. Rồi nhóm lửa được rồi. Rồi bắt chảo lên mình phi xả. Nè, cho miếng dầu ăn vô. Đây là bước lửa cho nó ấm một chút. Tầm mát không chết. Mình cho xả vô mình phi luôn. Một ít thôi, còn ít để sau. Mình phi xả gì được rồi mình cho mắm guốc vô mình xào luôn. Xào cho thơm, mình cho nước vô xào. Mình xào mắm guốc vậy là thơm mà mình cho nước vô. Chờ nè, nước sôi mình mới cho cá vô nha. Mình cho đường vô luôn. Mắm guốc là mặn rồi, mình cho đường vô với bột ngọt vô là được rồi. Rồi nước mắm guốc của mình sôi mình cho cá vô. Kho
kho hết luôn. Đợi sôi lên xíu mình hất bọt luôn. Rồi mình kho mắm guốc gì được rồi mình cho xả với ớt vô sau nữa. Quá thơm luôn. Múc ra dĩa luôn. Cá bự nè. Đây bự nha, con múc lên. Được rồi, được rồi. Cá rô, cá chê. Rồi cơm cá mấy chị em dân nấu chín rồi, má ăn cơm, mà cả nhà ăn cơm. Cơm mà cô ơi. Ăn gì có hết nữa. Món sản luôn đó bà cô ơi. Món má thích nè. Cá rô không mắm guốc với cá chê luôn. Thấy ngon bà cô, ngon bà cô. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Rau theo bà cô ăn chợ ơi. Con này eo luôn. Nhỏ rồi cũng à. Mà muốn nữa rồi con súng nữa nè. Dạ. Con súng với con nèo với rau dừa. Con rau hả? Má ăn cá chê hay cá rô? Cá rô. Cá rô. Đây nè, ăn nguyên con vậy đi, ngon. Cá rô mùa nước này là ngon á. Cá rô mùa nước nổi. Ăn thử ra nấu gì ăn ha. Mời cả nhà ăn cơm. Cá rô có mắm. Mắm ruốc. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Đó quá béo luôn. Mời cả nhà ăn cơm. Vừa quá mềm. Mắm guốc nó ngon ha. Nhưng mà chị mua mắm guốc là mua mắm guốc ký gì đó ngon hơn mắm guốc keo. Nè má cù nèo nè. Mắm guốc nó thơm đó, mắm guốc nó thơm. Mắm guốc mà miếng miếng mà nền dễ khắc đó. Ngon. Này cũng thấy bán dưới chợ. Đỏ 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 à ghé mua. Đen đen không mua. Đúng rồi. Đen mà thấy nó nhão không không ngon. Nó đỏ mà nó khô phải không? Ừ. Giờ đâu có là này ngon gì ngon dữ vậy. Mày cuộn lắm. Mày cuộn nhấp á. Mặt theo lúa lắm á. Nước nổi là như rau nó trôi đi á. Ăn, ăn bông súng rồi bóp dập dập gì nè. Nè con bỏ nè má khỏi bỏ. Quá ngon. Có cá băng dao được lắm. Má anh quên không? Cái gì? Cô nào gừng. Cái gì đó cô nào gừng. Nè. Không. Không quên. Cái cái lưu mình kìa. Cái này cô nào mình. Tương nước cho nhóc mà. Bỏ bớt cơ mà. Thử rồi. Ngon lắm. Hồng bắc ngon. Nhưng mà mắm guốc này cái cọng rau nào cũng bắt hết. Ăn thêm cọng nữa ngon. Ngon ha. Dạ. Ăn là phải bóp vậy nó mới thấm. Trời tháng này mà đi ra ruộng ha. Cái dân lưới lên cái bắt đầu để cái giá kho cái đồng vòng hái rau muống rau dừa rồi bông súng ma mày cũng lắm á. Cái đây mình thường nấu ăn ngon lắm.
Video của máy chém dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào. Và hẹn gặp lại.